Hoàng hôn buông xuống, trên khoảng sân nhỏ của một ngôi nhà mái ngói sập xệ, một bé gái nhỏ đang nô đùa với một chú chó mực dưới ánh nắng chiều tà. Tiếng cười như chuông bạc phát ra khiến ai nghe được cũng đều cảm thấy vui vẻ. Thảo, chạy từ từ kẻo ngã con. Khi chỉ mới 2 tuổi, bố mẹ cô bé Thảo mất trong một vụ tai nạn để lại đứa con gái nhỏ lại cho bà nội. Đã 5 năm trôi qua, hai bà cháu nương nhờ vào nhau mà sống. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo sống qua ngày. Thảo có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc được bà thắt bím hai bên trông vô cùng nghịch ngợm. Là một cô bé hiểu chuyện, Thảo chưa bao giờ khiến bà Hoa phải lo lắng, phiền lòng. Ngược lại, nội cũng vô cùng yêu thương, chiều chuộng đứa cháu gái nhỏ. Cho dù cuộc sống khó khăn nhưng bà luôn dành cho Thảo những gì tốt nhất. Nhờ có tình yêu thương của bà mà cho dù Thảo không còn bố mẹ nhưng con bé chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình. Cảm thấy trời đã sẩm tối, cơm nước cũng đã nấu xong xuôi, bà Hoa ra gọi Thảo vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Ở quê mọi người thường ăn cơm rồi đi nghỉ rất sớm. Nhà của hai bà cháu lại nằm tách biệt một khoảng khá xa so với nhà của những người trong làng, sát cạnh cánh đồng. Chính vì vậy tối đến hầu như đều không có hàng xóm sang chơi. Thường khi cơm nước xong, chỉ 7 rưỡi, 8 giờ tối là hai bà cháu đã lên giường đi ngủ. Sau khi cơm nước xong xuôi, dẫn Thảo ra giếng rửa chân tay mặt mũi, hai bà cháu trở vào nhà lên giường nghỉ ngơi. Ôm đứa cháu nhỏ vào trong lòng, bà Hoa không khỏi thở dài thương hại Thảo còn bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Thảo có một thói quen khó bỏ là hay đi tiểu vào lúc nửa đêm. Mặc dù trước khi đi ngủ cũng đã đi trước nhưng đến đêm Thảo vẫn thường phải đi thêm lần nữa. Đêm nay cũng vậy, khi đang thiêu thiêu ngủ thì Thảo chợt cựa mình. Cơn tức bụng ập đến khiến nó khó chịu. Quay lay lay lấy tay nội, Thảo mếu máo. Nội, nội, con mắc tiểu quá. Bị tiếng cháu gái đánh thức, bà Hoa chỉ biết thở dài. Chống tay ngồi dậy xuống giường xỏ dép bước ra ngoài, bà lào bào mắng yêu. Bố tiên sư nhà cô, cứ đến đêm là buồn. Thảo lẻo đẻo theo sau nội, thấy nội nói vậy nó cũng thấy áy náy. Mở cửa bước ra ngoài, không khí se lạnh khiến bà Hoa có chút rùng mình. Trời đêm với dần trắng sáng cùng với ánh sao thưa thớt chiếu xuống mảnh sân nhỏ, khiến mặt sân trở nên mờ ảo. Đứng nép ở bậc thềm chờ nội đi trước, Thảo hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí ban đêm. Tiếng dế, tiếng ếch kêu như hòa lên một bản nhạc du dương giữa màn đêm yên tĩnh. Nghe tiếng nội gọi, con bé lon ton chạy lại góc sân rồi kéo quần ngồi sụp xuống, không quên nắm lấy vạt áo nội cho đỡ sợ. Lắc đầu bất lực, bà Hoa thở dài ngồi xổm nhìn ra bên ruộng phía xa. Dưới ánh trăng chiếu xuống thấp thoáng dài 3 ngôi mộ vô chủ. Cảm thấy nhàm chán, Thảo bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Cố căng mắt nhìn mọi thứ trong đêm, nó nhìn để giết thời gian cũng như xua tan đi cơn buồn ngủ lúc này. Đang nhìn ngắm say sưa thì chợt có một tiếng cười phát ra. Hé, hé, hé. Tiếng cười của một người phụ nữ the thé truyền vào trong tai của Thảo, nhưng dường như bà Hoa lại hoàn toàn không nghe thấy. Bà vẫn như cũ nhìn về phía xa xa. Theo phản xạ Thảo ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà bếp, nơi phát ra tiếng cười đó. Đập vào mắt nó không biết từ bao giờ có một người phụ nữ đang ngồi chồm hổm trên nóc bếp. Đầu tóc bà ta rũ rượi rũ xuống, lòa xòa rũ xuống mặt. Hai con mắt bà ta lồi to như con ốc bươu, phát ra ánh sáng đỏ như máu. Dưới ánh trăng mờ ảo, Thảo nhìn thấy cái miệng đỏ lòm của con quỷ đó ngoác ra đến tận mang tai. Nhận thấy ánh mắt của Thảo đang nhìn mình, nó ré lên cười khanh khách. Chiếc lưỡi thâm đen, dài như lưỡi rắn của nó thè ra liếm quanh mép rồi lại dương ra thêm nữa tự quấn thành vào vòng quanh cổ. Một giọng nói the thé vang lên chỉ một mình Thảo có thể nghe thấy. Tới rồi, tới lúc rồi, chuẩn bị đi theo mẹ nghe con. He he. Nhìn thấy cảnh tượng đầy kinh hãi đó, Thảo hét lên vội ôm chặt lấy bà Hoa. Toàn thân nó run lên bần bật, hai tay bấu chặt lấy vạt áo bà, vùi mặt vào lòng bà mà khóc nấc lên. Thấy cháu gái tự nhiên trở nên như vậy thì bà Hoa cuống lên. Bà không ngừng vỗ lên lưng cháu hỏi dồn dập. Thảo, con sao thế? Đau ở đâu? Bình tĩnh nói nội nghe coi. Thảo sợ đến mức nói không thành tiếng, con. Tay run rẩy chỉ về hướng nữ quỷ kia.
Bà Hoa nhìn theo hướng của cháu gái chỉ nhưng chỉ thấy một khoảng không tĩnh mịch. Con nữ quỷ thấy cảnh phía dưới thì càng cười lên điên cuồng, tiếng cười như xé giải rót thẳng vào tai Thảo khiến đầu nó đau như búa bổ. Nó có thể cảm nhận được hai con mắt đỏ lồi to của người đàn bà đang ghim thẳng lên người nó, khiến cả người nó run lên vì lạnh. Bà Hoa không thể nhìn thấy con quỷ này đơn giản vì nó không muốn để bà nhìn thấy. Nó đã nhắm đến bé Thảo từ khi cô bé còn nhỏ xíu. Nhưng Thảo được gia tiên và bố mẹ con bé bảo vệ trên trước đó nó không thể làm gì được. Nhưng giờ nó gần như đã quá quỷ, lại vừa hay bây giờ đang là tháng cô hồn, âm khí mạnh. Nó nhất định phải bắt được con bé Thảo đi. Dội vàng kéo nhanh quần cho bé Thảo, bà Hoa ôm chặt lấy nó bế vào trong nhà. Tiếng cười của nữ quỷ vẫn vang lên không ngớt phía sau. Đến lúc rồi, he hơ. Vào trong giường, Thảo vẫn túm chặt bà nội không buông. Mặc cho bà Hoa hỏi gì nó cũng lắc đầu, khóc nấc lên. Phải mất một lúc lâu nó mới có thể bình tĩnh ngủ lại. Vắt tay lên trán, bà Hoa thở dài. Thằng Hòa, cái dung trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho con bé được sống bình yên nhé. Sáng hôm sau, Thảo tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi. Bà Hoa lại gặm hỏi hôm qua có chuyện gì thì Thảo lại mơ hồ không thể nhớ được. Nghĩ mãi không ra, Thảo chỉ lắc đầu ra chiều đã quên rồi. Thấy con bé như vậy bà Hoa cũng không nghĩ nhiều nữa. Trẻ con đôi khi ẩm ương là chuyện bình thường mà. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Thảo trèo lên chiếc xe đạp cũ để bà nội đưa đến trường. Không biết vì sao nó hoàn toàn không thể nhớ được những gì xảy. Trong suy nghĩ non nớt của nó chỉ nghĩ đến hôm nay học gì, chơi gì, ăn gì. Tan học trở về, Thảo dường như đã quên hết sạch chuyện đêm hôm qua. Thấy cháu gái vẫn vui vẻ, ăn được chơi được thì bà Hoa mới thở phào yên tâm. Hai bà cháu vẫn sinh hoạt như mọi ngày, con bé nô đùa với con chó mực trong sân, còn bà thì lúi húi đu oi bếp nấu cơm. Sau khi cơm nước, rửa ráy tay chân xong xuôi, hai bà cháu lên giường đi nghỉ. Thảo vui vẻ kể những chuyện ở trường cho nội nghe. Bà Hoa vừa phe phẩy chiếc mo cao quạt mát cho cháu vừa cười hiền. Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến nửa đêm. Cơn tức bụng khiến bé Thảo tỉnh giấc. Không hiểu sao đêm nay Thảo cảm thấy sợ hãi không muốn ra ngoài. Ôm chặt bụng nhắm mắt cố ngủ, nhưng cơn đau cứ nối tiếp như sóng trào dâng lên khiến nó chịu không nổi. Quằn quại cả nửa tiếng đồng hồ, Thảo không thể chịu nổi thêm đành phải lay lấy cánh tay bà Hoa. Nội, còn lại mắt tiểu nữa rồi. Nghe tiếng cháu gái gọi, bà Hoa giật mình tỉnh giấc. Tiếng dép loẹt xoẹt của hai bà cháu lại vang lên trong căn nhà nhỏ. Kẹt. Một tiếng, cách cửa nhà bị đẩy ra, bà Hoa dẫn Thảo ra phía góc sân trái nhà ngồi xuống. Bầu trời đêm hôm nay cảm giác có chút âm u đáng sợ. Trên bầu đời đen kịch không có lấy một gì sao. Dần trăng bị những áng mây đen che mất chỉ còn lộ ra được một chút. Thảo rùng mình, nó cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nó. Không chỉ Thảo, bà Hoa cũng cảm thấy như có thứ gì đó đang trốn trong bóng tối rình mò bà cháu họ. Khi đang chuẩn bị đứng lên thì tiếng cười the thé đêm qua lại một lần nữa rót vào tai Thảo. Ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy người đàn bà đêm qua đang ngồi bó ngói ngay trên thành giếng đối diện với nó, chỉ cách nó chừng 5 mét. Hai con mắt đỏ như hai chiếc đèn lồng nhỏ đang lúc lắc qua lại trông vô cùng kinh khủng. Khuôn mặt bà ta trắng như vôi, càng nổi bật lên cái miệng đỏ lòm cùng hai chiếc răng nanh nhọn chìa ra. Chiếc lưỡi dài tím đen đang uốn éo như con rắn trường chậm chậm về phía Thảo. Chiếc lưỡi dương dài đến khi cách mặt Thảo chỉ còn 2 cm. À, nội ơi cứu con! Thảo sợ đến cuốn lên, vội nhào vào lòng bà Hoa ôm chặt. Thấy Thảo như vậy lại cộng thêm phản ứng của con bé đêm qua, bà Hoa đoán rằng có lẽ nó đã bị thứ gì đó không sạch sẽ trêu ghẹo. Nhổ toẹt bãi nước bọt, bà Hoa lẩm bẩm trong miệng. Ma lành thì ở, ma dữ thì xéo. Mày trêu cháu bà lấy muối gạo tống tiễn mày đi. Vừa nói, bà vừa hùng hổ dọa đông dọa tây. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng bà biết thứ đó đang ở quanh đây. Tiếng cười của con nữ quỷ vẫn vang lên không dứt. Tiếng nó lanh lảnh. Lại tìm thấy rồi, lại tìm thấy rồi. Bỗng cánh tay đang ôm lấy lưng bà Hoa của Thảo bị thứ gì đó tóm lấy. Chỉ trong chớp mắt,
một gương mặt trắng toát xuất hiện ngay sau lưng bà. Thông qua khe hở nơi cánh tay bà nội, Thảo thấy nó đang cười khách khách nhìn mình. Cánh tay của Thảo bị nó nắm đến đau buốt. Bà Hoa vẫn cứ hướng vào khoảng không trước mặt mà chửi. Con quỷ lúc này dính sát mặt vào lưng bà nhưng bà lại không thể cảm nhận được. Thảo lúc này đã sợ đến khóc không thành tiếng. Đôi mắt nó mở to nhìn người đàn bà kia đang trườn trên lưng bà Hoa nhìn nó cười nhăn nhở. Nội, nó đang bám trên lưng nội kìa. Nghe Thảo nói vậy, bà Hoa bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Rồi ôm cháu chạy mãi vào trong nhà, bà Hoa lập tức tiến tới ban thờ lầm rầm khấn vái mong được che chở. Lúc này con chó mực từ đâu cũng chạy về sủa ầm lên. Dạo này đang đến kỳ động dục, thường nó toàn trốn đi cả đêm đến sáng mới mò về. Hôm nay khi đang đò đưa với cô chó vàng nhà hàng xóm thì như có một thế lực nào đó thôi thúc nó phải nhanh chóng chạy về nhà. Từ trong mắt con mực phản chiếu một người đàn bà đang đánh đu trên cánh cửa nhòm vào trong. Trên người bà ta đầy tà khí bốc lên đen kịch. Nghe tiếng con mực, người đàn bà kia lập tức quay phắt lại lườm nó. Toàn thân con mực lập tức run lên bần bật. Nó kêu ư ử rồi cụp đuôi rút gọn vào góc sân. Nhưng nó lại không đi hẳn, cứ thập thò hướng về phía người đàn bà mà sủa nhặng lên. Có lẽ con mực trở về đã khiến con quỷ kia cảm thấy dè chừng. Trước khi đi nó để lại một câu: cũng sắp đến lúc rồi, he hơ, chuẩn bị có con gái rồi. Sau khi được bà Hoa bế vào nhà, Thảo cứ luôn mê man không tỉnh. Cả người nó nóng bỏng, run rẩy không ngừng. Cả đêm bà Hoa thức trắng trông cháu. Nhìn Thảo như vậy bà không kìm được nước mắt. Trước nay bà không phải là người tin vào mấy chuyện ma quỷ. Thấy Thảo trở nên như vậy thì bà lóng ngóng chẳng biết làm sao. Hay là nó trúng gió nhỉ? Trời ơi là trời, sao số cháu tôi lại khổ thế này hả trời? Trời vừa hửng sáng bà Hoa đã lật đật chạy qua nhà chú Hùng cách đó cả cánh đồng để nhờ xin giúp đỡ. Nghe Thảo bị sốt, chú Hùng vội phóng con xe Dream cà tàng của mình qua đưa hai bà cháu lên bệnh viện tỉnh. Kỳ lạ, đến khi vào phòng khám Thảo lại tỉnh táo trở lại. Mặc dù vẫn còn hơi sốt nhưng nhìn chung không có gì đáng ngại. Cuối cùng bác sĩ chỉ có thể kết luận con bé bị sốt virus, kê hạ sốt và kháng sinh về uống. Về đến nhà trời cũng đã quá trưa. Sau khi cho Thảo ăn cháo uống thuốc xong xuôi, bà Hoa lại lật đật ra sau nhà băm bèo nấu cám cho lợn, gà ăn. Từ sáng đến giờ nào đã làm được việc gì đâu. Bà không chú ý rằng từ khi về đến nhà Thảo lại bắt đầu mê man dần đi. Đặt con bé lên giường lập tức nó liền ly bì không tỉnh. 12 giờ trưa, trong cơn mê man Thảo mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp tiến lại phía mình. Bà ta ăn mặc rất kỳ lạ, trên đầu vấn khăn mỏ quạ, mặc áo tứ thân, quần lụa đen. Trên tay còn cầm theo một chiếc nón quai thao. Nhìn qua cách ăn mặc, khí chất thì có lẽ thời đó cũng thuộc tầng lớp cao quý. Nhìn Thảo mỉm cười, bà ta cất giọng nhẹ nhàng. Thảo ơi, Thảo, đi với mẹ con ơi. Bật giác Thảo như có người điều khiển mà dạ một tiếng nhỏ. Trong mắt nó người đàn bà kia lại ngày càng trở nên xinh đẹp. Nó muốn đi theo bà ta. Khi người đàn bà đó tiến lại gần, bàn tay thon dài của bà ta nắm lấy bàn tay nhỏ đang đưa lên trong vô thức của Thảo, dắt nó đi về phía một ngôi nhà cổ phía xa xa. Bỗng một tiếng chó sủa vang phá tan đi khung cảnh bình yên trước mắt. Gâu, gâu, gâu. Từ đâu con chó mực phóng đến vừa sủa nhặng lên vừa dồ thẳng vào người đàn bà. Ngay lập tức bà ta ré lên quái dị, khuôn mặt bắt đầu biến đổi. Tóc xõa bung ra bay phần phật dù trời không có gió. Nước da không còn hồng hào mà trở nên trắng bệch. Chiếc mồm đỏ lòm cùng chiếc lưỡi thò ra hướng về phía con mực mà quật tới. Móng tay dài bật ra túm chặt lấy áo của Thảo. Thảo lúc này mới tỉnh táo lại, trước mắt nó chính là con nữ quỷ tối qua. Từ đâu con chó mực phóng đến vừa sủa nhặng lên vừa dồ thẳng vào người đàn bà. Ngay lập tức bà ta ré lên quái dị, khuôn mặt bắt đầu biến đổi. Tóc xõa bung ra bay phần phật dù trời không có gió. Nước da không còn hồng hào mà trở nên trắng bệch. Chiếc mồm đỏ lòm cùng chiếc lưỡi thò ra hướng về phía con mực mà quật tới. Mười móng tay dài bật ra túm chặt lấy áo của Thảo. Thảo lúc này mới tỉnh táo lại, trước mắt nó chính là con nữ quỷ tối qua. Nội ơi, hu hu hu. Nghe tiếng Thảo khóc thét lên,
bà Hoa đang băm rau lợn phía sau nhà vội vàng quăng con dao chạy vội ra. Không biết từ lúc nào Thảo đã bị đưa ra đến sát chiếc ao tù phía ngoài cổng. Đứng cạnh nó là con mực đang lồng lộn lên sủa vào khoảng không phía trước. Thấy cháu gái giữa trưa nắng lại chạy ra tận mép ao trước cổng, bà Hoa hốt hoảng vội chạy lại ôm cháu. Thảo ơi là Thảo, trưa nắng nôi thế này, lại đang ốm chạy ra đây làm gì? Thảo ngơ ngác nhìn bà. Con quỷ kia mới nãy còn đang túm chặt áo nó giờ đã biến đâu mất. Thấy bà nội, nó òa khóc to, nghẹn ngào. Bà ơi, có cái cô nào nhìn đáng sợ lắm. Cô cứ tự xưng là mẹ rồi đòi dắt con đi. Nghe cháu gái nói mà bà Hoa sởn cả da gà. Phía bên cạnh con mực vẫn sủa không ngừng. Bà nghe người ta nói rằng chó, đặc biệt là chó mực rất nhạy cảm với ma quỷ. Chẳng lẽ nào? Đúng lúc này bà Hằng nhà ở cuối xóm đi làm đồng về ngang qua, thấy hai bà cháu đang ôm nhau khóc thì tạt lại hỏi thăm. Nói qua về bà Hằng thì bà này đồng bóng, thầy bà nhất nhì làng. Không có ông thầy cúng, thầy bói nào trong cái vùng này mà bà không biết. Tuy tính có chút kỳ quặc, mê tín nhưng được cái bà là người tốt tính, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Chẳng thế mà giữa trưa nắng nôi đói meo cả bụng thế này, thấy bà cháu bà Hoa gặp chuyện bà Hằng lập tức tạt đến xem có gì giúp đỡ được không. Thấy bà Hằng dừng lại hỏi, bà Hoa vội kể lại những chuyện xảy ra gần đây với con bé Thảo. Kể đến đoạn vừa nãy Thảo đứng ngay bờ ao chỉ chực té xuống, bên cạnh là con mực đang sủa inh ỏi mà bà không khỏi rùng mình. Nghe bà Hoa kể, bà Hằng ngay lập tức hiểu ra, vỗ đùi thẳng thốt kêu to. Ôi giời ơi, con bé nhà chị là bị ma quỷ kéo đi rồi. May cho con bé là chị ra kịp, chứ chậm thêm tí nữa là bị nó kéo xuống ao dìm chết như chơi. Nghe bà Hằng nói, bà Hoa càng thêm hoang mang. Bà chảy nước mắt nhìn đứa cháu gái nhỏ lúc này lại bắt đầu mê mang trong lòng mình. Hướng về phía bà Hằng, bà Hoa khẩn khoản. Vậy giờ tôi phải làm sao? Chứ con bé mà có mệnh hệ gì thì chắc tôi không sống nổi cô ơi. Chị cứ bình tĩnh, em biết thầy Cường làng bên cao tay lắm. Việc cấp bách bây giờ là phải thỉnh được thầy qua đây xem xét con bé thế nào. Chị cứ ở nhà để ý cháu nó, để em đi cho. Nói rồi chẳng đợi bà Hoa trả lời, bà Hằng vội leo lên con xe đạp cào cào rồi cong mông đạp về phía làng bên cạnh. Tính bà Hằng là thế, luôn hết lòng giúp đỡ mọi người chẳng quản mệt nhọc. Bà Hoa nhìn theo hướng bà Hằng với ánh mắt cảm kích rồi lại lo lắng nhìn bé Thảo đang được bà ôm trong lòng, nước mắt rưng rưng. Cố lên Thảo ơi, bà chỉ có mỗi mình con thôi. Con mực lúc này cũng đã dần bình tĩnh lại. Nó ngoe nguẩy đi vào trong sân rồi nằm phục luôn xuống hiên nhà, mắt liêm diêm. Bà Hoa ôm cháu vào nhà. Bây giờ bà chỉ còn biết hy vọng bà Hằng có thể nhờ được thầy đến giúp đỡ mà thôi. Trước những việc kỳ quái xảy ra, cuối cùng bà cũng biết ma quỷ đáng sợ đến thế nào. Lúc này bà Hằng đang đạp nhanh về phía làng bên. Mặc dù làm quần quật từ sáng đến giờ, cơm cũng chưa được ăn nhưng nhận thấy tình hình bé Thảo có vẻ nghiêm trọng nên bà đành tặc lưỡi. Mạng người quan trọng, thôi kệ, cơm nước gì tầm này. Không biết có phải do bà đói quá hay không mà cảm giác đạp xe có vẻ nặng hơn thường ngày. Nó giống như đang phải đèo thêm một người nữa vậy. Không những thế, thỉnh thoảng bà Hằng lại cảm giác như có ai đó đang hà hơi lạnh vào cổ, khiến bà không khỏi rùng mình ớn lạnh. Chẳng lẽ nó theo mình? Bà Hằng không dám nghĩ thêm, tự an ủi bản thân giờ vẫn đang là ban ngày. Hơn nữa trước đó đi đâu, xem thầy nào cũng nói bà cao số, khó bị ma quỷ bám theo. Nuốt bước bọt, bà lại gồng hết sức đạp xe nhanh hơn, chỉ mong có thể nhanh chóng đến được nhà thầy Cường. Quãng đường đáng lẽ ra chỉ đi tầm 15 phút mà bà Hằng phải vất vả đạp 30 phút chưa đến nơi. Nhìn thấy cây đa phía trước, bà Hằng thở phào. Ngay sau cây đa đó là đến nhà thầy Cường rồi. Tạch! Bỗng bánh xe của bà như bị thứ gì đó mắc vào khiến bà khựng lại, xém chút nữa là ngã bổ càng ra đường. Cúi xuống ngó bánh trước, bánh sau mà chẳng thấy có gì. Toan nhảy lên xe đạp tiếp thì bà chợt rú lên, cả xe cả người đổ lăn quay xuống đất. Ôi mẹ ơi, ma nữ đu cây đa. Không biết từ lúc nào xuất hiện một con nữ quỷ đang đu ngược trên cành cây đa. Chân nó quặp chặt lấy cành cây, đầu chúi xuống là ngay phía trước mặt bà. Đôi mắt đỏ long lên sòng sọc nhìn bà đầy giận dữ. Thấy bà Hằng ngã ngửa ra sau, nữ quỷ cười lên khanh khách.
Nó chỉ bộ móng dài ngoằng đen xì vào mặt bà Hằng mà rít lên từng tiếng the the: "Mày dám phá chuyện của tao, tao lôi cả nhà mày theo EAO, giết cả nhà mày." Khắp không gian xung quanh bà Hằng ngập tràn tiếng cười điên cuồng của nữ quỷ, xen vào đó là tiếng khóc ai oán, não nề. Tiếng khóc cười quái dị đó phải mất một lúc lâu mới nhỏ dần rồi biến mất. Đầu bà Hằng ù vang, lời đe dọa của con nữ quỷ cứ luẩn quẩn trong đầu bà, lặp đi lặp lại: "Tao giết cả nhà mày, tao giết cả nhà mày." Thẫn thờ ngồi bệt trên đất, xe cũng chẳng buồn dựng lên, bà Hằng rơi vào do dự. Có thể xuất hiện dọa bà giữa thanh thiên bạch nhật thế này, chắc chắn nó không phải loại ma cỏ tầm thường. Nó đã đưa ra cảnh cáo rõ ràng hư thế, nếu bà còn cố tình dính vào thì không chỉ bà mà cả gia đình bà đều sẽ phải liên lụy. Nhìn ngôi nhà nhỏ của thầy Cường ngay phía trước, bà không biết có nên tiếp tục đến nữa hay không. Nhưng nếu cứ vậy mà bỏ mặc con bé thì bà Hằng không biết phải ăn nói với bà nội nó thế nào. Nghĩ đến cô bé xinh xắn lại lễ phép, bà không nỡ biết nó gặp nạn mà không cứu. Nếu như bé Thảo gặp chuyện thật thì có lẽ cả đời này của bà sẽ sống trong hối hận và dằn vặt, không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt hàng xóm, không dám đối diện với chính lương tâm mình. Nghĩ đến đây, bà Hằng đã có sự lựa chọn của bản thân. Đứng phắt dậy dựng lại chiếc xe đạp, phủi quần áo vài cái rồi bà lại leo lên xe hướng về phía nhà thầy Cường mà đạp đến. Thầy Cường chắc chắn sẽ có cách giúp, đã hứa giúp là phải giúp đến cùng. Bà nói bằng giọng quyết tâm, tuy rất sợ nhưng bà vẫn quyết giúp Thảo vượt qua kiếp nạn này. Vừa đến nơi đã thấy thầy Cường đứng ngay cổng. Nhìn thầy trông khá trẻ, chỉ chừng ba mấy bốn mươi tuổi mà thôi. Gương mặt sáng sủa, có khí chất, dáng người dong dỏng cao, quần áo trông có phần thô sơ, giản dị. Thấy bà Hằng, thầy vội nói nhanh: "Vào đi bác, tôi đợi bác ở đây nãy giờ rồi. Nhanh, tôi còn đi có việc gấp." Bà Hằng ngơ ngác, thầy đợi sẵn bà ở cổng nhưng lại đi có việc gấp. Vội cua lẹ con xe cào cào vào cổng, bà nói nhanh: "Thầy ơi, gấp lắm rồi. Con bé Thảo cháu bà qua ở làng bên suýt bị ma đưa ra ao dìm chết. Thầy xem xét hộ nhà bà ấy thế nào chứ, nhìn nó tội lắm thầy ơi." Thầy Cường nghe bà Hằng nói một tràng thì gật đầu: "Sáng nay tôi cũng tính ra một quẻ là tầm một giờ sẽ có người đến tìm tôi. Mà thế nào đến một giờ rưỡi chị mới qua. Mà tôi bảo này, tối nay tôi có việc quan trọng phải làm, không qua." Bà Hằng nghe đến đây thì xám cả mặt mày, vội la lớn ngắt ngang lời thầy Cường đang nói: "Ôi thầy ơi, nay thầy mà không cứu luôn thì không chỉ bé Thảo mà cả nhà con đều chết hết thầy ơi. Vừa nãy lúc con đi ngang qua cây đa vào nhà thầy thì bị con quỷ đó chặn xe lại. Nó nói con mà lo vào chuyện này là nó giết cả nhà con thầy ơi. Thầy đi rồi con biết làm sao?" Vừa mếu máo, bà Hằng ngồi phịch xuống đất ôm đầu. Nghe bà Hằng nói vậy, nét mặt thầy Cường trở nên nghiêm trọng. "Nó chặn chị ở cây đa không cho vào nhà tôi. Bảo sao chị qua trễ nửa tiếng so với giờ tôi tính được. Con này không phải hạng xoàng đâu. À, đi từ nhà bà qua qua đây chị đã tạt về nhà chút nào chưa?" Bà Hằng lắc đầu, lo cho con bé nên con đi tuột qua đây, nào có qua nhà được tí nào đâu, cơm còn chưa được ăn đây này. Vừa nói bà vừa ôm cái bụng đang sôi lên ùng ục của mình. Thầy Cường nghe bà Hằng nói vậy thì cơ mặt có chút giãn ra, thở phào: "May, vẫn còn may. Bây giờ nhá, tôi đưa chị một lá bùa và một túi tro hương. Chị đi từ đây về thẳng nhà bà qua cho tôi. Tối nay chị ở luôn đấy, mai rồi về. Chị cao số, nói không chừng ở đó còn có thể giúp ích cho con bé Thảo. Nhớ lúc đi đường tâm phải tịnh, không được suy nghĩ gì về người nhà cũng như là đường về nhà chị, biết chưa?" Nói rồi thầy Cường chạy vào nhà cầm ra một tấm bùa vàng cùng một túi vải màu đỏ, dặn tiếp: "Nghe kỹ tôi dặn này, đúng 6 giờ tối, rải tro hương tôi đưa vòng quanh nhà. Cửa nẻo phải chốt chặt lại, dán lá bùa này vào cửa chính. Ban đêm dù nghe thấy bất cứ tiếng gì bên ngoài đều không được bước ra. Phải liên tục thắp hương khẩn cầu gia tiên, biết chưa? Mai là 10 rằm tháng cô hồn, lúc đó là lúc nó mạnh nhất. Chắc chắn nó sẽ tìm cách bắt bằng được con bé Thảo trong ngày mai. Chỉ cần chị không để nó biết được người thân,
địa chỉ nhà chị thì nó cũng không có thời gian đi tìm hiểu đâu. Nay tôi thật sự có việc rất quan trọng liên quan đến mạng người, không thể không đi. Cảm ơn các bạn đã xem cố video trụ qua đêm của nay, tôi. Sáng mai các tôi qua bạn có thể sớm. Đăng ký tại đây. Nói rồi nhìn bà Hằng đang ôm bụng nhăn nhó, thầy thở dài. Kìa, vào bếp lấy mấy bắp ngô tôi mới luộc trưa nãy xong mà ăn tạm rồi về đi. Cứ yên tâm, số chị không chết được đâu mà sợ. Nhanh, tôi còn khóa cổng, muộn lắm rồi. Bà Hằng nghe thấy vậy thì mắt sáng lên, lật đật chạy vào mở nồi ngô luộc dưới bếp của nhà thầy Cường. Thấy còn gần chục bắp thì bà bỏ vào bọc bằng hết. Dẫu sao thầy cũng chưa có vợ con gì, tối thầy lại không có nhà thì có ai ăn nữa đâu mà. Thấy bà kệ nệ bưng bọc ngô luộc ra mà thầy Cường phải trợn mắt há mồm. Nói là để cho mấy bắp ăn đỡ đói mà bà đòi lấy sạch, lấy hết. Thở dài bất lực, thầy Cường xua bà Hằng ra cổng. Cái bà này tham lam quá thể. Thôi về nhanh lên đi, đúng là. Bà Hằng cười hề hề rồi leo tót lên con xe cào cào phóng dèo qua cổng. Tính bà là thế, vô âu vô lo. Thầy đã nói gia đình bà sẽ không bị tìm đến là bà yên tâm rồi. Nhìn theo bóng lưng bà Hằng rời đi, thầy Cường cũng phải bật cười. Bà Hằng bị quấn vào chuyện này có lẽ cũng là trời thương cho bé Thảo. Mệnh bà Hằng trâu bò, có lẽ đêm nay bà sẽ giúp được không ít chuyện đây. Thôi thì đi lo công chuyện trước mắt đã, có gì mai rồi tính sao vậy. Có lẽ nhờ lá bùa mà thầy Cường đưa cho, quãng đường trở về của bà Hằng không bị con nữ quỷ ngăn cản. Vừa đi vừa gặm bắp ngô luộc nhà thầy Cường, trong đầu bà Hằng ngổn ngang suy nghĩ. Nói bà vô âu vô lo cũng không hẳn, chẳng qua là bà không nỡ thấy người gặp nạn mà không cứu. Hơn nữa thầy Cường đã nói không sao thì bà tin chắc là như vậy. Bà Hoa lúc này đang sốt ruột ở nhà ngóng chờ bà Hằng đưa thầy qua. Con bé Thảo lại bắt đầu mê man, bà gọi thế nào cũng không tỉnh. Thấy thấp thoáng bóng dáng bà Hằng phía xa, bà Hoa chạy vội ra cổng, dép cũng chẳng kịp xỏ. Thấy chỉ có mình bà Hằng qua, bà vội hỏi: sao rồi cô Hằng, có mời được thầy không cô? Con bé từ lúc ấy đến giờ cứ liệm đi, tôi sợ. Bà Hằng dựng xe trong sân, xa xả nói: em qua gặp được thầy rồi, thầy nói sáng mai thầy qua sớm chứ. Chưa kịp để bà Hằng nói hết câu, bà Hoa nghe nói nay thầy không qua được khiến bà suy sụp tinh thần. Thẫn thờ ngồi sụp xuống đất, bà xót xa: vậy tôi phải làm sao hả cô? Nó cứ như vậy tôi sợ. Vừa nói bà vừa khóc, nhìn thấy Thảo nằm im trên giường không còn hoạt bát, nô đùa, cười nói như mọi ngày, bà đau lắm. Thà người bị là tôi, chứ nó mới chỉ có 7 tuổi, nó có tội tình gì đâu hả trời. Thấy bà Hoa ngồi khóc, bà Hằng ngơ ngác: ơ kìa chị, em đã nói xong đâu, khổ quá, nhưng mà thầy có đưa cho em một lá bùa với một ít tro hương. Cứ yên tâm, thầy Cường nói chỉ cần làm đúng theo lời thầy dặn là không sao đâu, mai thầy qua sớm. Sợ bà Hoa chưa hiểu ý, bà Hằng kể tường tận những gì thầy Cường dặn cho bà Hoa nghe. Tuy nhiên bà Hằng không kể việc mình bị con ma nữ chặn đường, sợ bà Hoa lại áy náy với lo lắng thêm. Sau khi được bà Hằng củng cố tinh thần, bà Hoa cũng yên tâm hơn không ít. Lại biết có bà Hằng đêm nay ở lại cùng hai bà cháu, bà Hoa vừa mừng vừa lo. Vậy có phiền cô quá không? Chứ ma quỷ đáng sợ, tôi sợ liên lụy đến cô. Bà Hằng nghe vậy thì cười khổ xua tay nghĩ thầm, em mà không ở lại đây mới là chết chắc. Chẳng mấy đã đến xế chiều, hai bà bắt đầu chuẩn bị dần những gì thầy Cường dặn. Đúng 5:30 chiều mọi thứ đã xong hết cả, chỉ còn đóng cửa dán bùa lại nữa là xong. Từ trưa đến giờ con mực cứ quanh quẩn bên trong sân, thỉnh thoảng nó lại gầm gừ nhìn ra phía cổng. Lúc này bà Hoa mới gọi nó vào nhà để đóng cửa lại, chứ để nó một mình ở ngoài bà không yên tâm. Bình thường nó thích chạy vào nhà nằm dưới gầm ghế lắm, nhưng hôm nay không hiểu sao gọi thế nào nó cũng nhất định không vào. Giằng co với nó một hồi không được, thấy đã gần 6 giờ tối, bà Hoa chỉ đành để lại nó bên ngoài. Cái con này thật là, nếu thấy thứ gì thì nhớ chạy con nghe. Bà chẳng biết nói vậy liệu nó có hiểu không, nhưng ánh mắt con mực nhìn lại bà ánh lên vẻ yêu thương, cảm kích. Con mực là được bố mẹ Thảo mua đúng vào ngày con bé sinh ra đời. Nó và Thảo cùng nhau lớn lên, chứng kiến từ ngày con bé chập chững biết đi cho đến tận bây giờ. Nó vốn là một chú chó thông minh lại giàu tình cảm.
Mặc dù rất sợ con quỷ kia, nhưng nó nhất định phải canh ở vòng ngoài để bảo vệ cô chủ nhỏ của nó. Đóng cửa lại, bà Hoa đốt ba nén hương lầm rầm khấn vái gia tiên phù hộ. Ngồi bó gối bên cạnh bé Thảo, cả hai bà rơi vào trầm tư. Chẳng ai nói với ai câu nào, ai cũng đều căng thẳng, sợ hãi, chỉ mong đêm nay có thể qua thật mau. Bẵng cái đã gần 12 giờ đêm, cả hai bà đều không dám chợp mắt dù chỉ một chút. Ngoài sân không gian im ắng, thậm chí không có một tiếng dế, một tiếng cóc nhái nào. Ngồi nhìn kim đồng hồ nhích từng giây, từng phút, hai bà biết qua 12 giờ đêm nay, cơn ác mộng mới chính thức bắt đầu. Hít mùi hương thơm, cố gắng bình tĩnh lại, bà Hằng nắm tay bà Hoa động viên. Yên tâm đi chị, sau đêm nay trời lại sáng thôi. Bà Hoa gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Đưa tay vuốt má Thảo, bà tự nhủ cho dù có phải liều cái mạng già này bà cũng sẽ bảo vệ nó đến cùng. Cạch, tiếng kim đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm. 1 phút, 2 phút, gâu, gâu, gâu. Bỗng con mực đang nằm trước hiên nhà ngẩng phắt lên, hướng về phía cổng sủa lên inh ỏi. Khắp không gian nơi này chợt vang lên tiếng cười lanh lảnh. Một tiếng hát đầy quỷ dị vang lên giữa những tràng cười. Âu ơ, dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Âu ơ, khó đi mẹ dắt con đi. Tiếng hát vang lên truyền vào tai những người trong nhà. Tiếng hát thê lương, rầu rĩ của một người đàn bà ru con ngủ trong đêm thanh vắng. Nghe thấy tiếng hát, bỗng Thảo mở choáng mắt ra. Hai con mắt trắng rã, không có con ngươi. Nó dùng dậy toan nhảy xuống giường thì bị bà Hằng phản ứng nhanh bắt lại ấn xuống. Chị Hoa, giữ con bé lại, nó bị con quỷ kia câu mất hồn rồi. Thấy bà Hoa vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bà Hằng hét toáng lên. Lúc này bà Hoa mới giật mình phản ứng lại, vội vì Thảo xuống giường. Một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy mà hai bà phải chật vật lắm mới có thể giữ được nó xuống. Nếu hôm nay không có bà Hằng qua thì với một mình bà Hoa, chắc chắn là không thể ngăn được Thảo chạy ra ngoài. Từ trong miệng con bé phát ra những tiếng gầm gừ, một giọng the thé, quái dị phát ra từ miệng nó. Thả tao ra, dám phá tao, tao giết hết lũ chúng mày. Bà Hoa sững người, tay chân bủn rủn, lắp bắp. Cô Hằng, cái Thảo nó. Bà Hoa chỉ mới nới lỏng một chút mà con bé Thảo đã dùng lên xém chút là đẩy được hai bà ra. Bà Hằng vội vàng ôm chặt lấy nó, giải thích. Kìa chị, giữ chặt lấy nó, nó bị con quỷ ngoài kia nhập rồi. Chị mà thả ra để nó khống chế được con bé chạy được ra ngoài thì có mời 10 thầy cường cũng không cứu được cháu chị nữa đâu. Nghe bà Hằng nói vậy, bà Hoa sợ hãi vội vì chặt lấy Thảo, hai hàng nước mắt chảy xuống khóe mắt đầy những vết chân chim. Cầu cho gia tiên phù hộ, Hòa ơi, Dung ơi, về cứu lấy cái Thảo các con ơi. Ngoài kia, bóng một người đàn bà đang từ ngoài ngôi mộ quan lướt vào sân nhà bà Hoa. Mái tóc bà ta xõa tung, bay phần phật trong gió. Nữ quỷ mặc một bộ áo tứ thân, quần đục rách te tua. Đôi mắt to như hai con ốc bươu của nó nhìn chằm chằm vào trong sân. Lúc này con mực đã chạy ra giữa sân, lông dựng đứng, dáng vẻ hung dữ sủa lên inh ỏi. Toàn thân nó run lên cầm cập, sát khí tỏa ra từ con quỷ trước mặt khiến nó phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững. Bên cạnh con mực lúc này xuất hiện thêm hai bóng người, một nam một nữ. Đó chính là bố mẹ của Thảo, vì thương con gái nên họ vẫn luôn chần chừ không muốn đầu thai. Mỗi năm một lần đều về thăm nhà trong ngày giỗ của bản thân, ăn với bà cháu một bữa cơm, nhìn con gái nhỏ lớn lên trong vòng tay bà nội. Biết con gái gặp nguy hiểm, họ vội vàng dùng hết chút công đức ít ỏi để lên đây bảo vệ con gái qua đêm nay. Thấy một con chó và hai con ma đứng chắn trước mặt, con nữ quỷ cười gằn. Giấc dưỡng đã mấy trăm năm, nó mạnh đến mức thổ công nhà này cũng bị nó lườm phát một, há lại để ý đến hạng tép riêu. Không nói một lời, nó đưa hai cánh tay với 10 móng vuốt sắc nhọn, đen kịch xông về phía con mực. Sau một cú tát mạnh, trên người con mực xuất hiện 5 vết cào sâu vào bên mạng sườn. Nó bắn mạnh vào góc sân, nằm bẹp không thể đứng lên được. Ngay lúc đó, nữ quỷ chộp ngang vồ lấy linh hồn anh Hòa, há chiếc mồm đỏ lòm đầy răng nhọn, nó thở ra một luồng khói đen quấn quanh lấy anh Hòa.
Tiếng anh hòa hét lên đau đớn, luồng tà khí của nữ quỷ phả ra đang ăn mòn lấy linh hồn anh. Bà Hoa đang giữ bé Thảo trong nhà chợt ngẩng lên, hốt hoảng. Hình như tôi nghe thấy tiếng thằng Hòa nhà tôi ngoài kia. Trời, thằng Hòa nhà chị mất rồi chị quên à? Là con quỷ nó mê hoặc chị để chị mở cửa cho nó đó. Chị quên thầy Cường dặn như thế nào sao? Nghe bà Hằng nói cũng đúng, thế nhưng bà Hoa vẫn cảm thấy ruột gan mình nóng như lửa đốt. Mặc dù lo lắng nhưng bà cũng chẳng biết phải làm sao. Thấy chồng bị con quỷ nắm chặt, chị Dung quỳ sụp xuống van xin. Em xin chị, em lạy chị, chị tha cho gia đình em. Vợ chồng em chỉ có một đứa con gái, em nguyện làm trâu làm ngựa thay nó, mong chị tha cho nó, em lạy chị. Nghe thấy chị Dung cầu xin, nữ quỷ liền gầm lên giận dữ. Bố tổ con ranh con, bà mày hơn mày mấy trăm tuổi mà mày gọi tao là chị. Chúng mày không cần phải nói nhiều, con bé đó, tao nhất định phải bắt được. Nói rồi nữ quỷ lao đến túm lấy tóc chị Dung giật mạnh xuống đất. Lúc này con mực cũng đã miễn cưỡng đứng được dậy, thấy hồn ma ông bà chủ bị đánh thì nó tức giận gầm lên, hùng hục lao đến tông thẳng vào con nữ quỷ. Máu trên mạng sườn vì con mực vận động mạnh mà chảy ra xối xả, bắn thẳng lên người con quỷ kia. Một tiếng gào ré lên giữa màn đêm, âm thanh chói tai, đầy đau đớn. Dẫu sao máu chó mực cũng là khắc tinh của ma quỷ, dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì khi quỷ bị dính phải cũng sẽ bị tổn thương. Lập tức con nữ quỷ phải buông mãi bố mẹ Thảo ra, khua tay hất tung con mực ra ngoài. Con mực phải luôn cố tránh né để máu của mình không dính lên người ông bà chủ nên không thể phát huy hết lực tấn công. Tư thế bị động khiến nó lại tiếp tục bị nữ quỷ làm rách một mảng trên lưng. Mực, tiếng chị Dung nghẹn ngào kêu lên. Con mực yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười an ủi. Anh Hòa cố gắng lướt đến, toàn thân anh đã trong suốt đi rất nhiều. Anh nói với vợ, đừng gian xin nó, dù có hồn phi phách tán thì vợ chồng mình cũng quyết không cho mụ ta đến gần con gái mình. Chị Dung đau đớn gật đầu, hai hồn ma cùng một con chó lại thay phiên nhau ngăn cản nữ quỷ tiến vào. Nói là ngăn cản, thực tế là thay phiên nhau bị ăn đánh. Bên này bị đánh gục thì bên kia lại lết thân hình tàn tạ tiến lên. Trong nhà, hai nén hương cắm trên bát hương của anh Hòa và chị Dung cháy rất nhanh. Bà Hoa phải liên tục đốt thêm cây khác lại nối tiếp cây khác. Thảo bây giờ đã dịu trở lại, có lẽ nữ quỷ phải đối phó với ba bao cát ngoài kia nên tạm thời không thể nhập vào Thảo được. Ròng rã cho đến 3 giờ sáng, vợ chồng anh Hòa và con mực gần như đã thoi thóp. Toàn thân con mực là những vết thương chi chít. Một bên mắt của nó đã bị chọc mù, hai hàm răng há ra toàn là máu. Nó nằm bẹp ngay giữa sân, không thể cử động, nhịp thở cũng vô cùng yếu ớt. Chỉ còn con mắt còn lại vẫn còn đang chớp động. Anh Hòa cùng chị Dung lúc này đã trở nên mờ nhạt, chỉ cần một cái búng tay của nữ quỷ cũng khiến họ hồn phi phách tán. Đứng ở giữa sân, nữ quỷ cười lên điên cuồng. Nó còn giữ lại chút hơi tàn của họ là để họ chứng kiến đau khổ khi bé Thảo bị nó bắt đi. Chính mắt họ sẽ phải nhìn con gái mình bị đưa ra khỏi nhà, tự mình nhảy xuống chiếc ao tù ngoài cổng. Linh hồn con bé sẽ phải đi theo nó, mãi mãi trở thành con gái của nữ quỷ, không thể luân hồi. Ở trong nhà, bà Hoa hốt hoảng nhìn hai cây hương của con trai và con dâu đang lập lòe chớp tắt. Dù có châm lửa thế nào cũng không thể đốt cháy lên được. Đúng lúc này Thảo lại lên cơn, lập tức bà Hoa chạy vội vào buồng cùng bà Hằng giữ chặt lấy nó. Ngoài kia nữ quỷ đầy tự tin sải bước lên hiên nhà. Khi toan bước về phía cửa thì bỗng ả ta dẫm phải một thứ gì đó dưới chân. Ngay lập tức một luồng ánh sáng vàng chặn đứng nữ quỷ lại. Đây chính là tro hương mà trước đó thầy Cường dặn bà Hằng phải rắc quanh nhà. Nữ quỷ ré lên đầy tức giận, đôi mắt nó long lên điên cuồng tông thẳng vào tấm màn sáng đó. Màn sáng như một tấm lưới sắt kiên cố, lại là loại có kích điện, nên mỗi lần nữ quỷ xông đến là một lần bị điện giật nhảy tưng tưng. 4 giờ sáng, lúc này tóc nữ quỷ đã bị giật đến xoăn tích, bù xù. Toàn thân ả ta đen thui, có những chỗ bị cháy xém. Tuy nhiên lớp màn sáng sau một cú dồ của ả ta thì đã bị dở tung, lớp tro tàn bay lên bụi đầy mặt đất. Nữ quỷ lúc này như một con thú dữ bị chọc điên, chiếc mồm rộng ngoác đến mang tai của ả không ngừng gào thét. Trời nổi cuồng phong,
từng đám mây đen che kín cả bầu trời. Bố mẹ Thảo tuyệt vọng nhìn nữ quỷ lao thẳng đến toan phóng vào trong nhà bà Hoa. Lúc này Thảo ở trong giường cũng đang điên cuồng giãy giụa. Ngoài kia nữ quỷ kêu gào ra sao thì trong này Thảo cũng hét lên y như vậy. Bỗng lá bùa dán trước cửa nhà của bà Hoa lóe lên, ngay lập tức nữ quỷ bị văng ngược ra sau. Thảo ở trong nhà oằn người lên vì đau đớn. Thầy Cường quả thật vô cùng cao tay, lá bùa này chính là đòn cuối cùng mà thầy dành tặng cho nữ quỷ. Toàn thân nữ quỷ toát ra khói đen ngùn ngụt, ả điên cuồng chống lại công kích, liên tục thả oán khí lên lá bùa phía sau cánh cửa. Từng âm thanh rùng rợn của tiếng móng tay cào vào lớp gỗ phát ra khiến ai nghe thấy cũng phải rợn người. Bên trong nhà, Thảo không ngừng gào hét điên cuồng. Thả tao ra, tao sẽ giết hết cả lũ chúng mày. Tiếng móng tay cào lên cửa, tiếng Thảo gào thét, tiếng cánh cửa bị đập phá kêu lên từng tiếng răng rắc như muốn vỡ tung ra. Ngoài sân ngập tràn âm thanh khóc cười quái dị của nữ quỷ. Tèo, bỗng một góc của lá bùa bị ngọn lửa đen đốt xém đi một chút. Từng luồng khí đen nhỏ thông qua khe cửa tràn vào căn nhà. Bà Hằng nhìn thấy như vậy thì trở nên hốt hoảng, run rẩy nhìn lá bùa từng chút một bị oán khí của nữ quỷ bào mòn. Ánh sáng phát ra từ lá bùa cũng yếu đi trông thấy. Xong, xong rồi. Bà Hằng nhìn bà Hoa tuyệt vọng, nhìn sang bên thấy Thảo đang quằn quại muốn thoát ra, bà không khỏi đau lòng. Chẳng lẽ thật sự không thể cứu được con bé hay sao? Nếu để nữ quỷ xông vào, liệu nó có dìm chết hết tất cả mọi người ở đây hay không? Khi ngọn lửa đen gần lan đến chữ viết trên tấm bùa thì cánh cửa nhà bà Hoa rung lên dữ dội. Từ ngoài vọng vào từng tiếng cười dài của nữ quỷ. Anh Hòa, chị Dung lúc này ôm nhau đầy tuyệt vọng. Họ đã cố hết sức, nhưng không thể cứu được đứa con gái nhỏ của mình. Phía trong nhà, Thảo như tăng thêm gấp mấy lần sức lực. Bà Hằng và bà Hoa dùng hết sức cũng không thể giữ nổi nó nữa. Ra đây, he hơ, ra đây xé tấm giấy rách này ra cho mẹ, he hơ. Lúc này bà Hoa đã không còn đủ sức để giữ được con bé nữa, bà bị nó đẩy ngã văng xuống giường. Bà Hằng cắn chặt răng ôm chặt lấy người Thảo gù xuống. Lúc này đôi mắt trắng rã của con bé Hằng lên từng tia máu, nó gằn lên. Tao đã cảnh cáo mày, mày vẫn cố tình phá tao. Mày, cùng cả nhà mày, chuẩn bị chết theo đi. Thảo cười lên khanh khách, khi nó chuẩn bị hất văng được bà Hằng ra thì bỗng. Một tiếng gà gáy phát ra vọng vào trong này. Ngay lập tức từng tia nắng sớm mai lách qua tầng mây đen do nữ quỷ tạo ra, nhảy múa trên mặt sân, chiếu thẳng lên người nữ quỷ. Trên gương mặt của anh Hòa, chị Dung lúc này mới giãn ra. Thành công rồi, thành công rồi. Bóng họ mờ dần rồi biến mất hẳn. Trên mặt vẫn còn đang nở một nụ cười nhẹ nhõm. Con mực vẫn nằm im không nhúc nhích. Ánh nắng yếu ớt chiếu qua người nó để lộ ra những vết thương sâu quắm, ứa máu. Chiếc bụng phập phồng từng nhịp thở yếu ớt chứng minh nó vẫn còn sống. Qua đêm nay, trời lại sáng rồi. Sau tiếng gà gáy, ngọn lửa đen trên lá bùa lập tức bị dập tắt. Từng luồng oán khí lan vào nhà qua khe cửa bị lá bùa bức ra nhanh chóng. Ánh nắng xuất hiện khiến lá bùa dần tăng thêm uy lực. Và ngược lại, nữ quỷ đang dần yếu đi không ít. Thảo lúc này cũng bình tĩnh trở lại. Con bé nằm vật ra giường, đôi mắt nhắm nghiền. Nhịp thở cũng đều đặn trở lại. Vuốt giọt mồ hôi còn dương trên trán, bà Hằng thở phào. Bà Hoa trên gương mặt vẫn còn đọng lại nét sợ hãi. Đêm nay đối với bà thật kinh khủng. Ngoài kia nữ quỷ vẫn chưa chịu rời đi. Ánh sáng chiếu lên người ả khiến toàn thân ả như bị ong đốt. Không cam lòng, ả buông lại lời cuối cùng trước khi biến đi. Chuyện này chưa xong đâu, tao sẽ còn quay lại. Nữ quỷ rời đi, những âm thanh quái dị cũng dần biến mất. Lúc này bà Hoa mới hỏi nhỏ, giọng nghẹn ngào. Có phải nó đi rồi không cô? Bà Hằng gật đầu, nét mặt căng thẳng dần được thả lỏng. Đập tay lên đùi ngửa đầu cười lớn, xua tan đi không khí sợ hãi đang bao trùm căn nhà. Nó đi rồi chị, em đã bảo mà, nghe lời em là chắc chắn vượt qua được. Tôi ra ngoài được không? Con mực ở ngoài kêu cả đêm hôm qua.
tôi lo cho nó quá. Bà Hằng cũng không chắc bên ngoài có thật sự an toàn hay chưa. Đang không biết nói sao thì chợt ngoài cổng vang lên tiếng một người thanh niên gọi giọng vào: "Cô Hằng, cô Hoa ơi, ra mở cổng cho tôi." Là tiếng thầy Cường. Bà Hằng lập tức nhổm dậy hóng ra cửa, nói nhanh: "Nhưng liệu có đúng là thấy Cường không hay là trò quỷ của con ma nữ?" "Không được, phải thử." Nghĩ là làm, bà Hằng dùng hết sức nói giọng ra: "Ai biết mày có phải thầy Cường không? Nếu đúng là thầy Cường thì trả lời cho tao biết hôm qua tao lấy của thầy Cường mấy bắp ngô." Nghe thấy bà Hằng hỏi xác nhận mà thầy Cường dở khóc dở cười. Nhớ lại chuyện hôm qua, thầy luộc mấy bắp ngô để sáng nay về sớm còn có cái ăn. Bà Hằng không biết xấu hổ dơ bét hết cả. Nay lại còn có mặt mũi hỏi thầy câu đó. Bực mình, thầy gắt lên: "Nguyên nồi, được chưa? Nhanh ra mở cửa đi, tôi đi về bây giờ." Thầy Cường xong việc ở nhà bên kia lúc 4 giờ sáng, vốn là định trời sáng mới về. Nghĩ lại lời bà Hằng kể lúc chiều, thấy con quỷ này cũng không phải dạng vừa. Không yên tâm nên thầy quyết định lên xe về luôn trong đêm. Chạy xe ròng rã cả tiếng đồng hồ, vừa đến cổng làng, thầy nhìn thấy ngay luồng oán khí bốc lên dày đặc ở một căn nhà nằm biệt lập phía ngoài cánh đồng. Vội phóng nhanh về phía đó, thầy đến cổng cũng là lúc con ma nữ đó vừa rời đi ít phút. Nheo mắt nhìn về phía một ngôi mộ quan phía bên kia ruộng vẫn còn đang quẩn quanh làn khói đen, thầy Cường chép miệng: "Vẫn miễn cưỡng chơi được." Nghe thấy tiếng trả lời ngoài kia, bà Hằng nhảy cẩn lên vì vui sướng. "Đúng là thầy Cường rồi. Chị Hoa, nhanh ra mở cửa cho thầy vào." Nói rồi không đợi bà Hoa kịp phản ứng lại, bà Hằng đã sồng sộc mở toang cánh cửa nhà chạy nhanh ra mở cổng. Bà Hoa lúc này tất tả chạy theo. Chạy đến cửa, đập vào mắt bà là con mực đang nằm im bất động ở góc sân. "Ôi, mực, mày làm sao thế này?" Mực oi ba. Bà khóc nghẹn, vội chạy đến ôm chặt lấy nó. Nuôi nó từ khi nó còn bé xíu đến nay đã 7 năm, bà coi con mực như người thân trong nhà. Nhìn thấy nó toàn thân toàn vết thương sâu, hơi thở yếu ớt khiến bà không khỏi đau lòng. Vừa lúc thầy Cường đang dong xe vào sân nhìn thấy, trên người con mực chi chít vết cào còn dương đầy tà khí, máu bết lại trên lông nó thành từng mảng lớn, có những chỗ vết thương quá sâu vẫn còn đang rỉ máu. Vội chống xe, thầy Cường lôi ra một gói nhỏ đưa cho bà Hằng, dặn bà pha với nước sôi để nguội đem cho con mực uống. Sau khi đưa bà qua bón cho con mực uống xong, những vết cào sâu dần không còn rỉ máu nữa. Đôi mắt chưa bị hỏng của nó động đậy, chiếc mũi hít nhẹ lên bàn tay bà Hoa đầy yêu thương. "Nó còn sống, hu hu hu, nó còn sống thầy Cường ơi, bà Hằng ơi." Thấy con mực động đậy, bà Hoa mừng đến phát khóc. Lập tức thầy Cường gọi cho ai đó. Một lúc sau một thanh niên chạy xe qua, đằng sau kéo theo một chiếc xe lôi nhỏ. Trải một lớp chăn dày lên xe lôi, mọi người hò nhau khênh con mực lên xe. Cậu thanh niên kia gật đầu với thầy Cường một cái rồi chạy thẳng lên phòng khám thú y trên huyện. Sau khi giải quyết xong chuyện con mực, bà Hoa vội mời thầy Cường vào nhà. Nhâm nhi chén trà nghe bà Hằng khua tay múa chân kể lại chuyện đêm qua, chính thầy Cường cũng phải giật mình. Ngẩng nhìn lên ban thờ thấy trong bát hương của bố mẹ bé Thảo, thầy hiểu đêm qua không chỉ con mực, mà bố mẹ con bé cũng hy sinh rất nhiều mới có thể bảo vệ được nó. Bước vào trong buồng, thầy Cường dán mí mắt của bé Thảo lên kiểm tra. Con bé bị con quỷ kia bắt mất 2 hồn, 4 phách rồi. Giờ cách duy nhất cứu lấy con bé là phải ép được nữ quỷ kia trả lại hồn phách cho nó. Liệu thầy có làm được không thầy? Bà Hằng nghe thầy Cường nói có vẻ nghiêm trọng, liền hỏi chen vào: "Tôi cũng không nói trước được điều gì, còn nước còn tát." Bà Hoa nghe thầy Cường nói mà bật khóc. Mới chỉ mấy ngày trước con bé còn vui vẻ nô đùa, vậy mà giờ đây. Thầy Cường viết ra giấy những đồ cần dùng rồi đưa cho hai bà đi chuẩn bị. Còn mình thì đi kiểm tra loanh quanh nơi này. Đến gần trưa thì hai bà tay xách nách mang đủ đồ lỉnh kỉnh trở về. Sau khi kiểm đủ những thứ cần thiết, không thấy thiếu thứ gì, thầy kêu hai bà cứ cơm nước rồi đi nghỉ ngơi đi, 6 giờ chiều nay bắt đầu làm lễ. "Mọi chuyện bác cứ yên tâm nhá, bây giờ bác cứ đi cơm nước để mọi người ăn uống, nghỉ ngơi lấy sức. Cả đêm hôm qua làm việc đến giờ chưa được ăn uống gì, tôi đói đến mờ mắt rồi."
Thấy thầy đã nói vậy, bà Hoa cũng không tiện hỏi thêm. Mặc dù rất lo lắng nhưng trong việc này bà cũng không biết phải làm gì, mọi việc đành nghe theo sự sắp xếp của thầy Cường. Sau khi cơm nước nghỉ ngơi đến 2 giờ chiều, mọi người bắt đầu dậy chuẩn bị cho trận chiến quan trọng tối nay. Dưới sự chỉ đạo của thầy Cường, mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy. Bẵng cái đã gần 6 giờ tối, lúc này ở giữa sân đã được dựng lên một bàn cúng với đầy đủ mọi thứ. Vàng mã, đồng nam đồng nữ, quần áo giấy dốc đủ cả. Sau khi thay đồ xong xuôi, thầy Cường bước ra khoác trên mình bộ áo dài màu vàng, đội mũ âm dương, trên tay cầm theo một cây kiếm nhỏ. Trông thầy không khác gì mấy ông thầy Pháp trong phim Lâm Chánh Anh. Hất đầu về phía bà Hằng, thầy Cường nói: "Chị Hằng ngồi vào chỗ đi, chị cho con quỷ nó mượn xác tí nhé." Bà Hằng nghe thấy vậy thì giật nảy mình, vội xua tay: "Ấy, không được đâu thầy ơi, con quỷ nó ghét tôi như thế, ngộ nhỡ." Nghe bà Hằng từ chối, thầy Cường trợn mắt: "Không phải chị, chẳng lẽ là tôi?" Nhìn quanh, quả thật nhà cũng chẳng còn ai. Để bà Hoa ngồi vào thì cũng không đành, bà ấy còn phải chú ý đến cái Thảo đang nằm trong kia. Suy cho cùng, bà Hằng thấy quả thật mình là người hợp lý nhất. Cãi không được, bà Hằng chỉ đành nhăn nhó ngồi vào chỗ mà thầy Cường vừa chỉ. "Thầy đừng để nó làm gì con nhá, chứ nó là nó cảnh cáo con mấy lần rồi đó." Không yên tâm, bà Hằng vẫn cố dặn thầy Cường thêm vài câu. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ, thầy Cường lười để ý đến bả, bắt tay vào việc luôn. Trùm một tấm vải đỏ lên đầu bà Hằng, thầy Cường bắt đầu gõ chuông lầm rầm khấn vái. Đốt vàng mã trong một chậu lớn coi như là quà gặp mặt, thầy bắt đầu đầu đọc ngày sinh tháng đẻ của bé Thảo để chiêu hồn đã mất. Thầy hy vọng nữ quỷ chịu nhận lễ mà lên đây nói chuyện, chịu bỏ qua cho con bé. Theo từng tiếng chuông, bà Hằng bắt đầu lắc lư ngày càng dữ dội. Trời bắt đầu nổi gió, ở phía bên kia cánh đồng, bóng dáng một người đàn bà vừa dút lên từ một ngôi mộ cũ nát hướng về bên này phóng đến. Bỗng bà Hằng giật lên một cái, một tiếng cười ré lên phát ra từ dưới tấm màn che mặt. Giật phăng tấm màn đỏ xuống, khuôn mặt bà Hằng lúc này mang biểu cảm quái dị, không giống với bà thường ngày. Nhìn chằm chằm vào thay Cường, bà Hằng rít qua kẽ răng: "Tìm tao có chuyện gì?" Nữ quỷ đã nhập vào bà Hằng, nó nhìn thầy Cường bằng ánh mắt hằn học. Liếc nhìn vào gian buồng bên trong, xuyên qua bức tường nó nhìn thấy trước trán con bé Thảo đang được dán một lá bùa vàng, khiến nữ quỷ không tài nào nhập được vào con bé. "Này, dông ở đâu đến, mau khai tên, khai tuổi." Thấy nữ quỷ đến với thái độ không hợp tác, thầy Cường sẵn giọng nói lớn. Nghe tiếng thầy quát, nữ quỷ liếc thầy bằng ánh mắt coi thường, cười lên khanh khách. Nó chỉ thẳng vào mặt thầy nói bằng giọng the thé: "Thằng ranh con, mày biết bà là ai không? Mày liệu hồn, còn dám phá chuyện của tao, tao giết cả." Nữ quỷ định dùng những lời đe dọa trước đó đã nói với bà Hằng để tiếp tục đe dọa thầy Cường, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị thầy Cường dùng chiếc roi mây được đặt ngay ngắn trên bàn cúng dục cho một cái vào vai. Đầu chiếc roi mây được buộc dài sợi chỉ đỏ có đính đồng xu nhỏ. Mặc dù dục rất nhẹ, thế nhưng con quỷ bên trong bà Hằng lại oằn lên vì đau đớn. Khi nó thấy thằng trước mặt có vẻ khoai muốn thoát xác thì thầy Cường đã nhanh tay quấn chặt một sợi chỉ đỏ lên cánh tay bà Hằng. Đầu bên kia được nối với chiếc chuông mà thầy đang cầm trên tay. Nữ quỷ dùng cách nào cũng không thể thoát ra được nữa. "Cho dông một cơ hội cuối cùng, buông tha cho con bé. Đổi lại, tôi sẽ làm lễ giúp dông siêu thoát, được không?" Nghe thầy Cường nói đến đây, nữ quỷ phá lên cười lớn. Mấy trăm năm dứt dưỡng, đến hôm nay mới có thể chạm ngưỡng khuấy đảo bốn phương. Muốn siêu thoát cho nó, hừ, còn lâu. "Tao không muốn siêu thoát, tao muốn nó." Nói rồi, nữ quỷ chỉ thẳng vào trong nhà, nơi Thảo đang nằm thiếp đi. Bà Hoa nghe thấy vậy thì run lên, vội ôm chặt lấy Thảo. "Không, đừng hòng làm hại cháu tôi." Thầy Cường lắc đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm lại. "Đúng là thân lừa ưa nặng." Nói rồi thầy lắc mạnh chiếc chuông trong tay, tiếng chuông lanh lảng truyền thẳng vào đầu nữ quỷ khiến nó đau đến ré lên. Từng tiếng ré thê lương truyền khắp không gian, đôi mắt bà Hằng nổi đầy tơ máu, đầu tóc xõa tung quằn quại trên mặt đất. Thế nhưng nữ quỷ vẫn không chịu khuất phục, nó rít qua kẽ răng:
Mấy trăm năm qua, còn Ok đau các khổ bạn. nào mà tao chưa từng trải qua. Đến luôn đi, để tao xem đạo hạnh của mày cao bằng sức chịu đựng của tao không. Nói rồi nó đưa bàn tay lên tự giã lên mặt bà Hằng từng tiếng chát mạnh bạo. Mày phá tao này, mày làm tao đau, tao trả lại nó. Dường như nó đem tất cả đau đớn của nó phái chịu trút lên mặt bà Hằng. Sau vài cái tát như trời giáng của nó, mặt bà Hằng sưng dù lên, đỏ như gà chọi. Nước đi này của nữ quỷ khiến thầy Cường không lường trước được. Nhìn khuôn mặt bà Hằng giống hệt cái đầu heo, thầy áy náy gãi đầu. Thật không biết lúc bà Hằng tỉnh lại phải ăn nói với bả như nào cho phải. Thở dài, thầy Cường không lắc chuông nữa. Nữ quỷ thấy vậy thì cười ré lên đắc thắng. Thở dài, thầy Cường nói: Tôi nói thật, tôi cho dông cơ hội chẳng qua là vì tôi thương dông. Nếu dông đã nhất định cố chấp như vậy thì thôi, để các ngài bên dưới xử lý, tôi cũng chẳng quản nữa. Nói trước một khi đã gọi các ngài lên là dông xác định luôn đấy nhé. Nữ quỷ nghe vậy thì giác cái mặt sưng phù của bà Hằng lên tỏ vẻ coi thường. Không nói thêm, thầy Cường bắt đầu lập đàn thỉnh thần. Đốt một lá bùa vàng, thầy Cường ấn lên một bức tượng nhỏ có đứng hai người một đen, một trắng. Hắc bạch vô thường, ứng. Từ trên đỉnh đầu pho tượng bốc lên hai luồng khói một đen, một trắng. Trong đó dần hiện lên hai bóng người, đó chính là Hắc Bạch Vô Thường, đầu đội mũ cao, trên tay kéo theo một đoạn xích dài. Nữ quỷ lúc này mới co rúm lại, trước đó còn tưởng tên này thích bốc phét, không ngờ hắn ta thật sự có thể thỉnh quan từ dưới lên. Con lạy thầy, thầy tha cho con, là con hồ đồ, con không dám nữa đâu. Nữ quỷ sợ hãi dập đầu, hết quỳ lạy thầy Cường lại quay ra quỳ lạy Hắc Bạch Vô Thường bây giờ đã hiện rõ mồn một. Khi con sống con là vợ một phú hào trong vùng, vì không đẻ được mà bị hắt hủi, đánh đập, uất ức quá nên mới treo cổ tự tử. Dắt dưỡng gần 300 năm, thấy con bé kháo khỉnh lại hợp vía, nên con mới, con chỉ là mong có một đứa con thôi mà. Quỷ hoại bản thân chưa đủ, đến lúc chết rồi vẫn muốn cướp đi mạng sống của người khác. Tôi đã nói rồi, cơ hội tôi cho dông chỉ có một, đã không trân trọng thì xuống đó mà chịu tội đi. Xoay người về phía Hắc Bạch Vô Thường giái ba giái, thầy Cường nói bằng giọng nghiêm khắc. Ngay lập tức tiếng loảng xoảng của xích giang lên. Một đen một trắng lướt nhanh như một cơn gió đến bên bà Hằng. Một bóng người đàn bà bị sợi xích lôi tuột từ trong người bà Hằng ra. Biết không thể thoát, nữ quỷ cười lên điên cuồng. Khi tao còn sống đâu có ai thương tao, vậy cớ gì tao phải thương chúng nó? Tao muốn giết hết lũ chúng mày, bắt hết con của chúng mày để chúng mày phải chịu đủ đau khổ. Tao không phục. Nữ quỷ gào lên từng tiếng ai oán, điên cuồng. Tiếng hét dằn dẳng khắp không gian. Nó oán hận cuộc đời bất công với nó khi còn sống, nên đến khi chết, nó muốn cướp đi hạnh phúc của người khác. Thầy Cường nhìn theo hướng nữ quỷ bị lôi đi, thở dài. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Hai. Sau khi nữ quỷ bị lôi đi, hồn phách của bé Thảo bay ra được thầy Cường thu lại. Bà Hằng ngã giật ra sân, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ mấy phút sau đã nghe thấy tiếng gáy khò khò phát ra từ miệng bà. Thầy Cường phủi đít đứng lên đủng đỉnh đi vào trong nhà, tiến đến tru ốc giường bé Thảo, thầy gật nhẹ đầu với bà Hoa. Ổn hết rồi, yên tâm nha chị. Bà Hoa nghe thầy nói vậy thì vội cảm ơn thầy Cường rối rít. Thiếu điều muốn quỳ sụp xuống bái lại nhưng bị thầy nhanh tay kéo lại. Ôi, kìa chị, chuyện nhỏ thôi mà. Chị đừng làm vậy tổn thọ tôi quá. Các bạn có thể dán lá bùa vàng lên trán bé Thảo. Thầy Cường niệm một đoạn chú ngữ kỳ lạ. Một luồng sáng trắng phát ra từ lá bùa chui tọt vào cơ thể bé Thảo. Bà Hoa căng thẳng nhìn cảnh ấy, trong đầu không ngừng cầu nguyện con bé mau tỉnh lại. Bỗng mí mắt bé Thảo chớp động, một tiếng gọi yếu ớt phát ra từ miệng cô bé. Nội ơi, nội ơi. Bà Hoa ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Thảo. Hoa khóc như một đứa trẻ, nước mắt rơi nhưng trên môi bà nở nụ cười hạnh phúc. Thảo ngơ ngác không hiểu sao nội lại khóc. Đứa bé hiểu chuyện vội ôm chặt lấy bà dỗ về. Nội đừng khóc, có con ở đây rồi. Nhìn cảnh tượng trước mặt, thầy Cường cảm thấy thật ấm áp. Không khí đang vui vẻ, hạnh phúc thì một tiếng hét chói tai phát ra từ ngoài sân khiến cả ba giật mình. Trời ơi,
mặt tôi làm sao thế này? Thầy Cường ơi, cứu tôi! Tiếng bà Hằng gào lên đầy hoảng hốt, cả mặt bà sưng dù, bỏng rát. Vội chạy vào soi gương thì bà nhìn thấy cả khuôn mặt tấy đỏ lên, chi chít những vết bàn tay. Thôi chết, quên mất bà Hằng rồi. Thầy Cường vội chạy ra, gãi đầu gãi tai giải thích chuyện xảy ra chỉ là ngoài ý muốn thôi. Bà Hằng không chịu, ấm ức giãy lên. Giá cái mặt như này rồi sao con dám ra đường nữa? Nhìn thế này người ta lại nghĩ con bị đánh ghen. Rồi mặt mũi đâu mà nhìn bà con hàng xóm? Bà Hoa chạy ra nhìn thấy bà Hằng như vậy thì vừa buồn cười vừa cảm thấy áy náy. Thật không ngờ con nữ quỷ lại ra tay mạnh đến thế. Mất một lúc mới có thể an ủi được bà Hằng, coi như mọi chuyện đã xong xuôi. Lúc này bà Hoa đi từ trong buồng ra, trên tay nắm một bọc vải nhỏ. Mở ra là một xấp những đồng tiền lẻ, chẳng đủ cả được xếp lại cẩn thận. Kính cẩn đưa đến trước mặt thầy Cường, bà nói: con có chút gọi là gửi thầy, ơn này của thầy bà cháu con suốt đời không quên. Bé Thảo lúc này đã tỉnh hẳn, ngoan ngoãn theo sau bà nội. Thấy bà nói vậy nó cũng cúi rạp đầu tỏ vẻ biết ơn. Thấy hai bà cháu như vậy, thầy Cường vội xua tay. Ấy, tiền nong gì, thôi thế này đi. Thấy nhà chị nuôi lắm gà, chị cho tôi con gà mái già để tôi đem về luộc nhắm rượu là được rồi. Bà Hoa nghe vậy thì có chút bất ngờ. Quả thật, mấy triệu này là tất cả tiền bà dành dụm được trong mấy năm qua. Bà không ngờ thầy lại chỉ lấy một con gà mái già. Thế nhưng mà... Chưa để bà Hoa nói hết câu, bà Hằng đã chen vào. Úi giời, chị không phải ngại, nhà thầy đầy tiền. Lườm bà Hằng một cái, thầy Cường cũng không phản bác. Quả thật thầy làm cái nghề này không phải là không lấy phí, tuy nhiên cũng tùy hoàn cảnh từng nhà để mà tính công. Nhà giàu lấy nhiều, nhà nghèo lấy ít, hoàn cảnh quá thì thầy chẳng lấy gì. Thấy mọi người nói vậy, bà Hoa cũng không tiện nài nỉ thêm. Bà cười xòa: nếu thầy đã nói vậy thì con tặng thầy một đôi gà mái già, tha hồ cho thầy gặm. Trong căn nhà ngói nhỏ vang lên tiếng cười vang đầy vui vẻ. Có lẽ sau đêm nay, cuộc sống bình yên đã quay trở lại với hai bà cháu. Một tuần sau, con Mực cũng được trở về nhà. Tuy bị hỏng một con mắt, lại mất máu quá nhiều, thế nhưng như một phép màu, nó đã vượt qua cái chết để trở về bên cạnh hai bà cháu. Đêm hôm ấy, khi đang ngủ chợt bà Hoa mơ thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà. Vội chạy lại, bà Hoa nhìn thấy anh Hòa đang nắm tay chị Dũng vẫy tay với bà. Mẹ, chúng con phải đi rồi. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, nuôi dạy con bé Thảo nên người giúp con nhé. Mẹ vì chúng con mà vất vả, chúng con xin lỗi mẹ. Thằng Hòa, cái Dung, chúng mày đi đâu? Cảm ơn các bạn. Bà Hoa vội chạy đuổi theo, nhưng mãi không thể đuổi được theo hai bóng hình ấy. Trong cơn mê, hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mặt đầy những vết nhăn của tuổi già. Chúng mày yên tâm, mẹ chắc chắn sẽ yêu thương bé Thảo thay cả phần của hai đứa nữa.